Thưa quý vị, đây là tiết mục kết hợp giữa võ đạo cổ Ryukyu, múa sư tử, các điệu múa sáng tạo với trung tâm là Aisha, một loại hình nghệ thuật truyền thống của Okinawa. Điểm đặc biệt của điệu múa này là có rất nhiều ảo cảnh, khi hào hùng, khi lắng đọng, nhẹ nhàng di chuyển như một cơn gió. Hãy subscribe.